một quán chuối chiên rất là đông khách. Nè, quán cô bán chuối chiên các bạn, không có bảng hiệu nhưng mà rất là đông khách, khách ngồi chờ, đứng chờ mua đó các bạn. Ở đây thì bán trong hẻm thôi. Chuối chiên ở đây rất là ngon, giòn. Thì mình mua về để lâu nhưng mà ăn vẫn còn giòn các bạn, tại vì cô chiên lại 2-3 lần là. Chiên lại lần hai hả cô? Chiên chín một lần rồi cô lại nhúng vào bột nữa, chiên là lần thứ hai các bạn, nên ở đây rất là giòn. Cô không thấy cái lò trong nhà là khi nào đông là chiên nó lò nữa rồi cô. Có lò là chiên bánh cây nghỉ rồi. À bánh cây. Người ta gọi là quán gì đây cô? Quán chuối chiên cô gì hả cô? Không, chỗ nhà chứ không có đâu có thương hiệu gì đâu. Đường này là đường gì đó cô? Có cái bảng đó. Gặp cái bảng hả? Rồi. Bán ngoài đường á.
Chuối này cô lấy ở Bến Tre này hả? Chuối này chuối Sóc Trăng. Sao nửa trái chuối đứng nãy giờ nhìn sao nửa trái chuối? Bây giờ nhìn đi để thôi tao ép bánh nhìn coi nửa trái hay hơn trái. Cô trái của chín con nướng chín chắc 5 phút đó cô hả? À? Khác cô nước khác vô. Cô khách là cô là một người mua nhiều nhất là bao nhiêu trái cô? 50 không cô? 50 chỉ có đứng chờ chứ không chờ là không làm được. Tại vì khách mua lẻ. Cái này cô không chiên trước hả cô? Đây những viên mấy lớp bột không ạ? Hai lớp. À, mình cũng mua thử một trái ăn nha các bạn. Thì thấy chuối rất là cầm rất là nặng. Đặc biệt cô chiên tới 2-3 lần rồi. Và ăn rất là giòn nha các bạn. Dầu ở đây thì không có nghe mùi dầu như những cái chiên khác.